Hầu như là không có chỗ che nắng cho mưa cho con mình đầy đủ, vợ con mình đó. giờ Anh giờ em cũng sắp bị ông ở chỗ này nữa, em buồn lắm. Và bây giờ thì buổi hồ quay trở lại cái gầm cầu hoàn cảnh của em Thành với lại vợ của mình. Ngày hôm nay thì cũng thông báo cho em một cái tin vui, đó là có mạnh thường quân, đó là chị Tiên Trần ở Mỹ á, có thể hỗ trợ cho em lên một cái ở trọ và thay mặt cho cô hội ở Mỹ gửi cho em một cái thùng sữa cho con nè và hai cái thùng mì để cho em sinh sống sinh hoạt trong thời gian sắp tới. Cô bác của anh chị không biết là ngày hôm nay thì em có đi bán vé số hay không, đến thì cũng khá là bất ngờ luôn nên không có cho em hay trước. Không biết có ai ở nhà không được. Em đi vô đây. Ôi dạ, này ấy là lỗ đầu. Chào em. Này để mày xuống đấy, sửa đã. Chạm sàn nha, chạm nhung nha. Để lên trên luôn. Được không? Thay mặt cho cô Huệ ở Mỹ á, thì cũng mua một thùng sữa với lại thùng mì nhiêu cô ơi, cô thùng mì nhiêu? Thùng mì 120, thùng sữa 345. Lấy hai thùng mì, một thùng sữa 120 là 240. 345 là 585 ngàn. 585 ngàn ha. Bỏ vô này mà. Hai thùng, một thùng hảo hảo nữa. Hai thùng mì luôn. Lại gạo rồi đó hả bu nồi? Không, gạo thì người ta cho nhiều rồi nó không có mua. Nhiêu chị? 500 mấy đây? 585. Em đưa 1 triệu. Đây, bao nhiêu đi? Ở đây thì mình không có mua gạo, bỏ hai thùng mì vô chưa? Rồi rồi. Không khỏi đi, tại vì bạn đó có gạo rồi. Còn nhiêu? 400 mấy? 585. Còn là 485 ngàn. Ồ 415 ngàn. Rồi thôi bây giờ đi ha. Rồi, hôm nay là em không có đi bán hả anh? Dạ em cũng gầu cái chuyện mà không được ở đây á. Là sao ta? Dạ cũng là hứa với mấy chú trưởng ấp này kia thì mỗi đưa qua là phải dọn. Ừ. Mà bây giờ thì em cũng đợi em tới đó em dẫn chú ra cái chỗ đó. Bây giờ anh không có nắm được cái tình hình là hứa với mấy chú trưởng ấp là sao á, em có thể nói rõ là cho anh biết không? Dạ mà giờ con ở dưới này là quá nguy hiểm này kia. Ừ. Cho con của con với vợ con. Ừ. Thì thay vì nó hỏi chú ơi gắn cho con bữa thứ ba là con sau tiếp là con không ở đây nữa. Ừ. Là có nghĩa là mấy chú không cho ở đây nữa vì nguy hiểm. Dạ. Thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai nữa là cảnh quan của đô thị nữa. Dạ. Thì sống như này thì nó không có an toàn. Dạ. Thì tối thì nó cũng có nhiều cái vấn đề nó phát sinh đó. Dạ. Như vậy thì thời gian sắp tới em sẽ tính như thế nào? Em thì cũng không biết nữa, thì tới đâu thì tới đó đi chứ em cũng chưa biết. Có tính lên trọ gì không? Dạ chắc quyết định là phải lên rồi. Chứ ở đây thì con cũng quải rồi. Lúc trước anh có nghe một cái câu em nói là lên trọ ở thì người ta giúp mình được một tháng đầu, mấy tháng sau thì không có tiền trọ rồi không biết đóng sao là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em không thích cái cảnh ở trọ vì sợ mọi người nhậu nhẹt á, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, tại mình đi bán về rồi sau đó là mình nghỉ ngơi mà mình ngủ không được nữa, thì đây là một cái gọi là giống như bất đắc dĩ để mà em lên, đúng không? Em có chuẩn bị tinh thần để lên trọ chứ? Em cũng chuẩn bị. Chuẩn bị rồi. Ngày hôm nay là không có đi bán. Dạ. Sao Thành? Tại thì em cũng gầu. Tại vì em có một nơi mà ở
ổn định, ở buôn bán lại chứ thấy tuổi lên tuổi xuống buồn tuổi. À, anh nói thiệt ha, hôm ngày hai vợ chồng là trong túi còn bao nhiêu tiền? Em còn trong mình đâu cũng 6 triệu, 7 triệu. 7 triệu? Dạ. Thì là mình lên trọ được rồi. Dạ. Ừ. Là nhà trọ là bao nhiêu tiền một tháng em có hỏi hết chưa? Dạ em hỏi là một tháng là 750. 750? Dạ. Hôm trước anh nghe một đồng nói có cái phòng trọ nào tháng 450, 400 hay 450 gì là sao? 450 là như là cái không phải là cái phòng, như là cái nhà. Ừ. Cái nhà người ta cho thuê mà nói giờ nó bị một người ta không cho thuê. Ừ. Đó. Nó không đủ độ an toàn. Dạ. Ừ. Em sợ giông gió này kia nó sập một tí. Ừ. Là 450. Dạ. Mà người ta không cho. Còn 750. Còn 750 thì cũng như cái nhà có trước có cái cửa sắt. Ừ. Cũng có cái nhà riêng ha. Dạ, cũng như là có nhà riêng vậy đó, là mà tháng tiền điện nước thì mình tự đóng. Ừ. Gần đây không? Dạ em cũng ngoài tụm cư ngoài Thanh Bình đấy. À, có nghĩa là đường đi đến ngã ba Thanh Bình đúng không? Dạ đúng rồi. À, tí xíu nữa mấy anh em mình sẽ đi ra đó, em nhờ người chở em ra ngoài đó coi, anh quay cho cô bác chị biết được luôn ha. Dạ. À, tình hình sức khỏe rồi mưa gió hổm gài thì cái nơi ở của mình sao ta? Thì cũng dọc lên dọc xuống vậy đó. Vậy hả? Dạ. Ừ. Nó đó. Dạ, rồi à, vợ em tên gì quên mất tiêu rồi. Dạ. Nhung. Nhung thì hổm gài là ông xã đi bán được thì nhờ sự hỗ trợ của mọi người mà có được tiền để mang uống hả Nhung hả? Nhà mình còn gạo không ta? Dạ vẫn còn. Còn nhiều không? Dạ nhiều. Nhiều ha, người ta cho gạo ăn nhiều ha. Em có muốn có xe lăn gì không Thành? Dạ em cũng còn đầy đủ 2 chiếc luôn. Còn 2 chiếc xe lăn luôn hả? Chiếc xe nghe thì nó bị bể bánh rồi, có thấy ảnh đi được hay không? Anh tính đem đi giá mà chưa mới ăn lại. Bánh thì giá lại thôi. Hôm nay có ai nói hứa cho mình có một cái mảnh đất chưa? Dạ chưa anh ạ. Thật ra thì đối với mình á thì cái duyên mình đến đâu thì mình hay đến đó. À, trước mắt thì mình không sống gầm cầu nữa thì mình lên nhà trọ mình ở thì nó cũng tạm ổn cho mình. Còn cái vấn đề mà kiếm một cái mảnh đất mà để xây nhà là cái số tiền này cực kỳ lớn, không phải nhỏ đâu. Yeah. Mà phải cần rất là nhiều người chung tay, với lại nhờ cái phước của mình đến đâu nữa. Phước của mình đầy thì cô chú anh chị sẽ hỗ trợ cho mình hết mình. Còn phước của mình mà nó không được đầy thì có nghĩa là không biết nói như thế nào, đến đâu thì mình hay đến đó, cái duyên của mình. Thì anh cũng biết rằng là em lo lắng cái điều của em lo lắng, mà có nhiều người ta nói là em lại có một ước muốn rất là cao sang. Tại sao em lại muốn một cái nhà trong khi đó là nhiều người người ta lại không có nhà? Nhưng mà thật ra thì thời gian dài sắp tới thì em lại bị bệnh nữa. Nếu như giúp được thì mừng lắm. Còn không được thì thôi cố gắng lên trọ ở. Em sợ trọ lên trọ ở lo lắng nhất là điều gì? Dạ cũng nhau nhẹt này kia nó ồn mà mình nghĩ ngơi cũng không được. Bây giờ em lên nhà trọ, nhà ở riêng thì nhà ở giống như nhà cá nhân của mình vậy á. Dạ. Thì... chị Tiên Trần ở Mỹ có thể hỗ trợ cho em được cái phần đó. Dạ. Thì có thể hỗ trợ cho em được 1 năm, chị. Dạ. Nói với anh vậy. Dạ. Thì cái cảm giác, cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Dạ em cũng rất vui. Dạ hả? Dạ. 750 là 10 tháng là 7 triệu rưỡi đúng không? 12 tháng. Cái này là mình đóng, mình hợp đồng sao anh không hiểu Thành? Em cũng chưa có gần bên vụ đó nên thì em cũng có bà gì bà dẫn ra đó coi thì em cũng coi rồi. Ừ. Thì còn đợi mấy anh qua ngày kia em dẫn đi ra vào đó. Ừ. 12 tháng là giống như là 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Mấy ngày nay thì bé có sữa uống không? Dạ cũng còn sữa, mấy cô bữa hổm đi bán cũng cho ông đông chục bịch. Dần qua đây đã cho bé. Cho được chục bịch uống. Ngày nay nhà gia đình mình ăn cơm gì? Dạ thì cũng bé thì ăn cơm với hết người ta cho, còn cá hai còn chiến dịch thì hai chồng. Chút xíu nữa lại quay cho cô bác anh chị đấy. Bây giờ anh muốn hỏi về cái tình hình sức khỏe của em trước.
bệnh của em là đôn cột sống đúng không? Dạ. Bác sĩ nói có thể chữa hết không Thành? Em thì cũng không có nghe nói cái phần chữa hết hay không. Tại hồi đó thì em không có tiền. Chứ cái thứ hai là giấy tờ thì thằng em không có. Rồi em mới bỏ, rồi em mới về. Về dưới này thì sau này em mới ở từ thiện ngoài thông minh á. Rồi em mới đi bán ngày có 50 trẻ rồi em mới gặp cái này. Có nghĩa là sau khi bị thì em chỉ khám qua lo thôi. Dạ đúng. Rồi sau đó là em về luôn. Chứ à, em không có tiền để em khám tiếp. Là kêu em đóng tiền vô phí này kia thì là nhiêu mà em không có tiền đóng? Em nghe nói đóng cũng mấy trăm gì đó. Mấy trăm triệu hả? Dạ mấy trăm ngàn gì đó tiền mà mình nằm viện phí thôi. Rồi còn tiền kia thì em cũng không biết là bao nhiêu. Là kêu mới vô là đóng như vậy thôi. Là đóng cái gì. Nếu như mà cho em đi khám bệnh lại, có người hỗ trợ cho em đi khám bệnh lại, em chịu không? Dạ em chịu. Thật ra thì Thành là nói đôn cột sống thôi, nhưng mà cái bệnh tình của em thì hiện nay chưa có khám đến nơi đến chốn gì cả. Nếu như mà được cô bác với anh chị Mạnh Thường Quân có thể hỗ trợ cho Thành có một cái cơ hội đi lên Sài Gòn, đi đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình hay là như thế nào đó, đi lên đó khám một lần để cho làm cho nó tới nơi tới chốn luôn, biết đâu bệnh của Thành nó có thể chữa được thì sao. Chứ bây giờ không lao động thì không có làm gì đâu ra tiền. Có, anh hỏi thiệt, có bao giờ em chống nạn em đi á, em bị té không Thành? Dạ em có. Đi ngoài đường bán vé số á? Em thì em đi không nổi thì em có chiếc xe em đi, chứ em không có đi trong đó. Còn ở nhà thì em đi vô đó, có đi em đi vô thì em bị sụng, không nghe đồng đối á, là em đứng không dừng. Trời. Rồi em mới kêu chạy vợ chạy ra, rồi vợ mới chạy ra rồi cái ghế cho em ngồi vậy. Chắc sụng xuống nó đau dữ hả Thành? Dạ đau lắm rồi. Dạ. Lúc đó là chỉ có vợ bên cạnh mình thôi đúng không? Cảm giác nó, cái chân nó không có còn cảm giác để đi á. Đi là nó đau, nó thốn đến cái xương sống á. Xương sống nó bị chèn dây thần kinh á, nên hai cái chân nó đâu có ép cái dây được. Khóc luôn kìa. Ủa sao khóc luôn rồi? Dạ em buồn đó. Buồn về số phận hay là buồn vì mình không có nhà ở? Em buồn cái thứ nhất là không có chỗ nơi lưng phải lấy cho trẻ con đầy đủ. Cái thứ hai thì bệnh tật em thì nó quá trời, nó nhức nhiều quá. Nhức nhiều lắm hả? Dạ, em ngủ hàng đêm để thấy nhức. Nhất là em không có dám ghen, sợ vợ buồn. Thành nói như tựa là có nghĩa là không có người thân hay sao? Dạ không, như là không có chỗ che nắng cho mưa cho con mình đầy đủ. Vợ con mình á. Anh giờ em cũng sắp bị ông ở chỗ này nên em buồn. Em có lo rằng là vợ mình tuổi còn rất là trẻ, chỉ mới 18 tuổi thôi. Em có lo rằng là cái sức khỏe của mình như vậy nè, lo cho vợ không được, lo cho con của mình không được, có lo rằng vợ mình một ngày nào đó bỏ mình ra đi lặng lẽ không? Em thì em có nói với vợ mình là em nói có gì thì em cứ nói, chứ đừng có mà lặng lẽ âm thầm mà bỏ em đi này kia là em xấu lắm rồi. Dạ. Yeah. Lúc nói như vậy thì vợ nói sao? Thì vợ em có nói này, thì anh có đi đâu thì em đi theo đó chứ em không bỏ anh. Dạ. Yeah. Em thỏ thẻ cái câu đó với vợ lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lúc có em bé chưa? Dạ có rồi. Có rồi à? Có Nhung rồi. Nhung ơi anh hỏi tí ha. Thành có hai cái khó khăn vào thời điểm hiện tại. Một là không có sức khỏe giống như người ta. Hai á là mình con gái mới lớn, mới 18 tuổi thôi. Thì mình theo chồng của mình, một là bệnh tật, hai là chui xuống dòng cầu này sinh sống. Thì em, đối với em á, thì em có hối hận khi em lấy anh Thành làm chồng không? Không, em không có hối gì cho giờ nay chồng em giờ sống ảnh khổ rồi em cũng chịu khổ với ảnh luôn. Yeah. Anh Thành nói là cái câu mà nói là có chuyện gì đó thì em cứ nói với anh chứ đừng bỏ đi ra đi lặng lẽ, thì lúc đó em trả lời như thế nào? Thì
em cũng nói là giờ em sống với ảnh luôn, em nếu mà ảnh đi đâu lại đi đó, chứ em không có bỏ ảnh. Chồng của người ta thì mạnh khỏe, có nhà có cửa, còn mình thì phải lủi xuống gầm cầu chung sống với một người chồng tật nguyền như thế này á, thì em buồn cho mình không? Dạ, em không buồn cho mình, hai chồng giờ đấy không có nhà không có cửa thì phải chịu khổ gì hơn. Có bao giờ mình ước được một lần hai vợ chồng với lại đứa con của mình cùng nhau đi ra công viên mỗi buổi chiều không? Không. Sao vậy? Tại vì không có tiền các bạn mà đi ra đó thì... Mà có bao giờ mình nghĩ mình ước không? Không muốn luôn. Cái điều mơ ước lớn nhất của điều hạnh phúc lớn nhất để cho em gắn bó với Thành là cái động lực nào? Nhung, cái động lực nào để cho em có thể gắn bó với anh Thành đến thời điểm này và thậm chí là chấp nhận xuống đây sống? Giờ em cũng không có nhà cửa gì, giờ em cũng phải sống vô đây với ảnh thôi, giờ em cũng biết sao. Nhưng làm như cái chán của em bị cái gì nó bị. Dạ em bị thổn hồi nhỏ. Nhung nói chuyện cũng dễ thương á, những cái câu hỏi mà đôi khi Bùi Hồ đặt ra thì cũng gọi là chạm tự ái đến lại với lại Thành với lại Nhung. Nhưng mà để hiểu rõ thêm một cái tình cảm của người vợ dành cho chồng á, thì mình phải hỏi để cho con Nhung cái cảm giác như thế nào. Đúng không anh Bột Đồng? Đúng. Cũng mong là cô bác anh chị khi xem được clip này cũng bỏ qua cho mấy anh em gì có những cái câu nó lại gây đau lòng đối với Thành như đối với Nhung. Có gì đừng buồn tụi anh hơn. Tại mình biết, muốn biết đi sâu vào cuộc sống của mình để cô bác anh chị hiểu thêm á. Có một người vợ gắn bó như vậy, biết suy nghĩ như vậy là quá tuyệt vời rồi. Rồi mấy ngày nay còn được có mấy bịch sữa này thôi. Sữa này mình mua nhiêu bịch ta? Sữa này mua là 7.000 bịch. 7.000 bịch. Một đêm là một ngày là bé uống mấy bịch? Dạ một đêm thì một bịch. Còn một ngày thì đút cơm cho bé. Uống bịch là tiết kiệm hay là sao? Uống một bịch là tiết kiệm. Như là ban ngày thì cho ăn uống. Chứ không cho uống sữa. Không sợ không có tiền uống nữa đúng không? Cũng thương ha. Mà bé có đòi có khóc gì không? Thấy dễ thương quá trời. Không có đòi khóc gì. Hả, tên gì con nó tiêu ta? Trà My. Tên ba, tên gia đình ba người ai cũng đẹp á. Thành, Nhung với lại Trà My. Ai đặt tên cho bé? Dạ, dì đặt. Dì đặt hả? Ngày xưa là Nhung có được đi học không Nhung? Có. Em học đến lớp mấy? Em học tới lớp 1. Đưa cho bé cái bình sữa này. Em có biết buôn bán gì không? Biết. Có dự định là sau này mình sẽ lên trọ thì sẽ bán gì không? Thì em cũng lên trọ thì chắc em cũng bán cái gì. Đợi nhỏ này nó lớn rồi em đi gửi. À, có nhiều người nói là tại sao vợ không đi làm mà để cho chồng. Nhưng mà không, nếu như mà vợ đi làm thì Thành chân tay gì sao giữ em bé được. Đúng rồi. Cũng phải thông cảm chứ, đúng không? Ngày hôm nay á là tụi anh đến với gia đình của em. Nhận được một cái tin nói chung là cũng khá là buồn, nhưng mà đó là một điều tất yếu rồi. Gia đình em phải bị một ngày dài tới phải di chuyển cái nơi ở này vì trả lại một cái cảnh quan đô thị, thì đó là cũng đúng rồi, mình không được ở lâu ở dưới này. Nhưng mà anh sẽ thông báo cho em hai tin mừng. Tin thứ nhất á, là ngày hôm nay anh đến đây để thay mặt cho cô Hội ở Bỉ gửi cho gia đình mình phần quà là 2 thùng mì ở ngoài kia kìa, anh để ngoài đó đó, tại vì Thành Kinh Du không có được. Có gì lát tí xíu mình vô 2 thùng mì với lại một thùng sữa Vinamilk cho bé. Thùng sữa đó là cũng mấy chục bịch đó, 300 mấy chục ngàn đó. Thì lúc nãy anh cũng đã có mua, và cái phần quà này của cô Hội ở Bỉ gửi cho mình, và với số tiền là 1 triệu đồng. Thì sau khi anh mua xong á, thì còn lại dư số tiền này gửi cho, tại vì biết là gia đình của mình á là có gạo rồi, mua gạo nhiều nữa mai mốt ví dụ dọn trọ lên Ginh sao nổi. À, nên phần tiền còn lại là 415.000, hồi sớm là 585, còn lại 415.000 anh gửi cho em, cho gia đình của em. Tổng cộng phần quà của cô Hội bị gửi cho mình 1 triệu đồng. Cái niềm vui thứ hai á, tại anh chưa thông báo cho em, tại vì anh có coi clip của anh Một Đồng nên biết là mình bị đuổi. Thì cũng như là chị Tiên Trần ở Mỹ cũng có xem clip như vậy, thì chị Tiên Trần là hứa với gia đình của mình, là hứa nói với anh là
nếu như em lên trọ thì chị sẽ mướn cho gia đình của em 1 năm để em có vốn em làm ăn. Thì chắc có lẽ tí xíu nữa thì mình sẽ di chuyển lên trên kia. Còn bây giờ thì em sẽ nói một cái lời nào để cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân của, cũng như là tất cả các bạn ở kênh khác đó hỗ trợ gia đình mình, cũng như là hôm nay thì có cô Huệ ở Bỉ với lại chị Tiên Trần ở Mỹ. Em cũng cảm ơn cô Huệ. Cô Huệ thì Mỹ ở Bỉ. Ở Mỹ. Bỉ. Dạ Mỹ. Ừ. Dạ em cũng Mỹ. Cảm ơn. Ừ. Với lại chị Tiên. Chị Tiên ở Mỹ. Ở Mỹ có giúp cho em lên chợ, em chào thầy. Chắc có lẽ là Thành sẽ nhờ một anh nào đó hay sơm nhỉ, trở lại đằng kia coi để quay cho chị coi luôn ha. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là mấy anh em cũng chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã chung tay góp sức với lại cho Thành có thể có cuộc sống tốt hơn. Dù sao tương lai cũng còn khá là dài, nhưng mà phía trước thì nếu như không có sự chung tay thì đoạn đường cũng khá là mù mịt. Và cảm ơn tất cả cô bác anh chị rất là nhiều. Cảm ơn cô Huệ ở Bỉ, chị Tiên Trần ở Mỹ, và lúc trước thì có cảm ơn cô My ở Mỹ đúng nữa, đồng hành cũng như tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành với gia đình của em Thành nói riêng và tất cả hoàn cảnh khó khăn nói chung. Chiếc xe mà hàng ngày em thường đi bán với số này cô bác anh chị, nhìn Thành mà tuổi chỉ mới hơn 20 tuổi, tuổi đôi mươi thôi mà bước đi những cái bước đi nó khập khiễng như vậy thì mình cũng nhìn thấy khá là đáng thương cô bác anh chị. Nó thốn cái xương sống lắm á. Chiếc xe này có ve luôn không hay là xe này chắc có ve đậu lại em ve được không? Không có gắn cái số ve hả? Ồ, vậy cũng hơi khó di chuyển à. Em ơi, em ra dắt xe của con ra cho chú đi ra. Cái này phải có số ve luôn mới được. Cái cảm giác mà nó đau, nó thốn, nó đi nó khó chịu lắm. Xe lủng luôn rồi. Nó bị đôn xương sống. Nhà này hả cô? Cái gì thằng cáo thở trong động đi ruộng á, chiều chiều nó mới có về được. Cái nhà này cấp 4 rồi ta? Cấp 4. Có chìa khóa không? Thằng cáo đem theo rồi, nó đi đồng rồi. Nó đi đồng rồi, nó đi cuộn bếp tài tôi với ông xã tôi bằng để mướn cho nó nè. Đồng ở trong tâm đông nè. Thôi Thành qua đây đi. Này là có cần dọn dẹp gì lại không ta? Chắc dọn chú ơi, cái này cũng như quét thôi. Cái này là người ta cho thuê lâu không cô? Thì cho thuê 1 năm đó. Có hợp đồng gì không? Thì chú người ta làm giấy tay thì cho nó ở 1 năm nè. Thì mấy chú muốn thì người ta làm giấy tờ tay cho nó. Còn mấy chú cho là ở 1 năm thì hỏi. Rồi bây giờ Thành sao? Dạ, em coi rồi chưa? Dạ, con cái phần ở trong này em coi chưa? Ở trong thì chưa có mở cửa ra chưa. Mấy lần trước là em coi chưa? Coi là chạy tới đây. Coi rồi. Dạ hả? Có vậy có biết. Dạ, cái này là ở chị dâu của người cái chủ nhà này. Bây giờ như thế này, anh chia sẻ đoạn clip này lên. Là ngôi nhà này là 750 đúng không? Nếu như em có em lại á, bởi anh bây giờ thì không tí xíu nữa anh đi công việc rồi. Dạ. Thì em cứ coi chiều nay hay gì em lại em coi một lần nữa. Dạ. Được thì em alo cho anh hay. Dạ. Ha. Chỗ ở là của em. Dạ. Mạnh thường quân chỉ hỗ trợ cho em cái nơi ở để cho em thoát cái cảnh gầm cầu thôi. Dạ. Còn chỗ ở là do em chọn, chứ anh cũng không có biết như thế nào. Dạ. Và anh sẽ chia sẻ những cái clip này cho Mạnh thường quân cũng như là chị Tiên có thể biết được luôn. Tí xíu nữa anh sẽ nói với chị Tiên. Ha. Vậy chiều em lên em coi đi. Chứ bây giờ là không có chìa khóa sao coi được. Cảm giác bây giờ ngồi đây Thành thấy sao rồi?
Dạ em cũng thoải mái. Chiều nay giờ sáng có đem về cho chiều hay mai có gì điện cho em sau. Rồi bây giờ chắc có lẽ là em sẽ nói lời nào với lại tất cả các mạnh thường quân đi ha, cũng như là những người đã từng giúp mình đi. Còn cái việc mà dời nhà lên đi, một á là chiều nay em lại em coi cái nhà được thì em alo cho anh liền. Ừ. Rồi vậy ha. Khi nào có thể